tránh lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ tàu dầu Trung Quốc lén đổi tên. Chính quyền Hoa Thịnh Đốn vào hôm thứ Hai ngày 19 tháng 8 vừa rồi cho hay rằng các giới trách Hoa Kỳ đã gửi thông cáo đến nhiều cảng quốc tế Á Châu để yêu cầu không cho tàu dầu Pacific Bravo cập cảng, với cáo buộc rằng tàu này chở dầu thô từ Iran và vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ. Cùng lúc đó, thì tàu Bravo có dấu hiệu mang nguồn gốc đến từ Trung Cộng. Được biết, vào ngày 18 tháng 7, thiết bị định vị của một tàu dầu tên là La Venture được bật lên ở ngoài cảng Dixon, Malaysia thuộc eo biển Malacca. Vị trí của tàu La Venture cách tọa độ phát tín hiệu cuối cùng của Pacific Bravo là 800 hải lý. Điều đáng nói là cả tàu La Venture và Pacific Bravo đều cùng có tín hiệu nhận dạng là MIO 9206035 được cấp bởi Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO. Phía Hoa Kỳ cho hay điều đó. Qua đó có thể thấy rằng tàu La Adventure thực tế chính là tàu Pacific Bravo và chủ tàu này đang tìm cách đổi tên tàu để né lệnh trừng phạt liên quan tới vấn đề Iran. Được biết, con tàu thuộc sở hữu của hãng Colum Holdings có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Cộng thuộc quyền cai quản của nhà bang CNPC Capital, là một chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc gọi là CNPC. Khi còn mang tên là Pacific Bravo, dữ liệu của tàu ngay trước khi được tắt cho thấy các khoang chứa dầu đã đầy. Khi hiện diện trở lại trên biển chừng 42 ngày sau với tên là Latin Venture, thì con tàu đã giao hết hàng hóa. Nhà chức trách Hoa Kỳ hiện vẫn chưa xác định được nơi tàu đĩa hàng. Theo thông cáo của Bộ Hàng hải Malaysia cho biết, tàu La Adventure tiến vô cảng Dickson vào ngày 29 tháng 6 vừa qua để thay đổi toàn bộ danh tánh của thủy thủ đoàn, rồi rời đi vào ngày 18 tháng 7. Thông cáo cũng cho biết rằng không có hàng hóa nào được dỡ khỏi tàu mà chỉ thay đổi thủ thủy đoàn. Trong khi đó, thì giới trách Hoa Kỳ đánh giá rằng một tàu dầu cỡ lớn như Pacific Bravo thường có năng lực vận tải khoảng 2 triệu thùng dầu, với giá trị là 120 triệu Mỹ Kim. Không thể có chuyện tàu này chỉ ghé cảng đổi người như vậy. Không lâu sau đó, khi đang ở Ấn Độ Dương hướng về eo biển Malacca, tàu dầu Pacific Bravo vào ngày 5 tháng 6 đã bất ngờ tắt hệ thống định vị tự động một lần nữa. Và đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai đã lên tiếng đáp trả cáo buộc của giới trách Hoa Kỳ, cho rằng họ không biết gì về vụ việc này đồng thời cho hay bắc kinh cũng sẽ phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương đến từ washington nếu có